Hi, xin chào mọi người nha mọi người. Thì hôm nay là giới thiệu một cái cục sạc dự phòng nha mọi người. Đây là cục sạc dự phòng nè, 5000A nha mọi người. Đó, thì nó có chức năng gì? Thứ nhất là nó sạc được điện thoại nha, điện thoại iPhone nè, điện thoại Samsung nè, những cái hãng chính nha mọi người. Được chưa? Và nó có thể làm giống như là cái chân mà để mình xem phim nha mọi người. Đó, thấy chưa? Đó. Thì với cái dung lượng là 5000A này, xin lỗi mọi người nha. Tại vì lại vừa quay vừa cầm một tay à, các bạn thông cảm. Đó, thì lại rút ra cho các bạn thấy nè. Lại rút ra. Đó. Đây. Đó. Đây là cục sạc dự phòng nha. Thì cái cục này sẽ sạc được khoảng tầm hai cái điện thoại kích thước như thế này nha mọi người. Còn kích thước lớn chắc nó sẽ sạc ít hơn. Đó, mình sạc đầy luôn thì là pin nó báo gần hết nè các bạn thấy không ạ? Đó. Còn đây là cái chỗ mà các bạn nạp pin vô nè. Đó. Thì muốn nạp pin vô thì các bạn phải mua thêm một cái cục ngoài, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái cục sạc điện thoại của mình nha mọi người. Đó. Đây. Thì nói chung là cái này nó tiện lợi lắm mọi người, nó tiện lợi, nó thông dụng lắm. Với cái dung lượng mà 5000A mà sạc được hai cái điện thoại như thế này là chuẩn nha. Và mình cũng test luôn cái độ sạc vô của nó rồi. Thì cái này nếu mà sạc đầy luôn á, sạc đầy cái cục này á, khoảng tầm 2 tiếng 10 phút là nó sẽ sạc đầy cái này, thì các bạn có thể sử dụng đi du lịch, đi nói chung là đi mọi thứ nha mọi người. Ok chưa? Ai muốn mua thì click vào giỏ hàng giúp lợn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.